Tiểu ơi, Tiểu anh nhạc, ủa anh đến nữa hả? Ừ. Ủa sao giờ này anh đến vậy? Nhớ em chết luôn à? Là mẹ mẹ bánh thấy bông bánh muốn chết. Em đâu rồi? Em đâu rồi? Mẹ không? Mẹ bánh đi đâu rồi? Wow, anh về đi, anh về đi, mất công mẹ thấy bông bánh anh chết. Thôi bạn, sao ra anh đứng nói chuyện với em xíu anh về cũng được. Ôi mà em sợ lắm luôn. Có gì đâu sợ. Em nói với anh rồi mà hai chắc hai đứa mình nó không có hợp với nhau đâu. Thôi anh về đi chứ giờ kiểu này á, mẹ em nó khó lắm, mẹ không cho ngang anh. Thôi làm sao anh thích chịu được hết. Về đi, anh đi về đi. Mất công mẹ biết mẹ buồn đó. Thì kệ mẹ em đi. Không, anh đi về đi. Nghe về nghe là em đi về đi. Mình đừng có gặp nhau nữa. Liễu anh Thông đợi quỷ quỷ về hả? Ai cho mày qua đây mẹ? Ai cho mày qua đây? Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi hả? Sao mày cứng đầu cái gì hả? Lỗ tai mày hay cái nấm mèo hả Thông? Thôi bác con coi gặp Liễu xíu mà bác. Gặp gì hả? Ai cho mày gặp? Hôm bữa hết một lần rồi bữa nay lần nữa hả? Thôi bác mẹ hả? Mày gặp tao không có giao lưu, không có liên lệ với nó mà đi vô nhà. Thôi bác coi Liễu luôn nha. Mà cho con nghiên ông quen nhờ mà đang nghỉ má đi một lần hả? Hư với má sáng này mà có khổ không tự chịu, không mất má chịu đâu má sợ. Trời ơi trời, sao mà hết 5 lần 7 lượt lần nào mà tao chửi mày, tao quánh đập mày, mày cũng đi qua đây hoài vậy hả Thống? Giờ má, giờ má bánh con chết. Mày má con thiệt lòng không? Thiệt lòng không? Tao dồn không biết cho hổng mày thiệt lòng không? Hả? Thiệt lòng không? Má ơi, cho con không quen nhau đi má. Không bao giờ. Má nói là chưa đinh đóng cột không, bây giờ cãi lời má nghe Liễu. Bước đi vô nhà cho má đi lên. Đi vô nhà. Còn mày nữa, mày đi về cho tao nghe. Con mẹ chính mà biết hả, đi qua đây cự lộn cự lão mà biết cảnh với tao nghe. Tao không ưa con mẹ mày rồi. Thực ra thì bác cũng không có cấm cản gì mày, mà thì tao không ưa con mẹ mày thôi. Bởi vậy mày đi về đi. Đừng có kiếm nữa nữa. Cầm Liễu xíu nữa con về. Không có xíu gì hết trơn á mày. Mày xíu không, mày xíu không hả? Tao phang khúc mía mày quay vào bây giờ nè. Bước vô nhà cho tao. Anh về nha Liễu. Dạ anh về mạnh khỏe nha. Khỏe không? Được khỏe không? Đi đâu? Nói cho mày, bà Phan đứng lại đó. Gì má? Bước đây rồi. Cái này gì đây? Thì cái que thứ hai. Ủa tao biết cái que thứ hai mà. Đâu phải que kem đâu. Ý tao hỏi là của ai? Dạ. Của ai? Dạ. Nói anh. Dạ dạ của má đó. Cái gì? Mày điên hả? Tao tầm tuổi này của tao rồi, ai làm cho tao có thai? Mày khai nhanh lên. Cái que thứ hai của ai? Của mày đúng không Liễu? Ờ, con Hiếu má, con Hiếu bê thai, con Hiếu. Mày điên hả? Hiếu con trai mày làm gì nó có thai, mày giỡn mặt với má hả? Thì có bồ đó, cái bồ đó nó mát. Không, bây giờ của bồ nó cũng không có để trong nhà. Khai thiệt cho má. Que thứ hai của ai? Dạ. Mày khỏi thai đi, mày khỏi thai đi. Của mày chứ đúng không? Dạ anh. Khai nhà từ của mày đúng không? Dạ anh nha. Nói nha. Dạ 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 của con má ơi, khai hoạch đó của con. Ui là trời. Má sợ mày quá trời Liễu ơi. Bởi vì tao nói rồi, con gái đẻ con gái như là hũ mắm treo đầu giường vậy á. Trời ơi nó bể thúi lúc nào cũng hay. Còn mày có thai với thằng nào? Dạ. Nói. Dạ dạ của anh Thông á mà. Má ơi mà. Biết ngay mà. Thiệt tình chứ. Tao đã cấm cản mày 5 lần 7 lượt mà cuối cùng mày lại dính thai với nó là sao vậy hả? Sao mày muốn vậy? Má ơi, con anh có chết con người cũng lỡ rồi má ơi, con đâu có muốn đâu. Trời ơi. Lỡ con cái mồm nó có bầu đâu có biết được. Cái gì? Lỡ con cái này mày muốn có thai nhiều lần với nó hay gì mà một cái. Dạ. Một cái là muốn chết rồi Liễu ơi. Sao mày con khờ, con ngu, con dại chứ gì hả? Hả? Con gái đã khổ rồi, bây giờ đi ăn cơm chứ kẻ có bầu nữa. Tôi bây giờ tính sao? Cha mày mà biết mình bị cảnh không cạo đầu cô tôi nhà hát mà cho mày coi nghe không biết gì lỡ tính con tính gì vậy má. Bây giờ lỡ con kiên thống có thai rồi thì mới cho anh Thông cưới nhau vậy má. Cái gì cưới nhau hả? Trời ơi mày nghe dễ dàng hạnh phúc như hai Liễu hả? Sao mày ngu quá vậy? Giờ lỡ nè trời ơi, bây giờ mà biết bà chính bà biết mày có thai chắc bà qua bà cưới mày về quá à. Dạ đâu có ngu đầu bà có sạc mà Liễu. Vậy bây giờ lỡ không má muốn con cháu má có cha má. Bây giờ tao tính gì nè. Sao? Một là mày đi bỏ cái thai nó đi, còn hai là mày từ mặt tao đi. Ồ. Chứ không có thể nào mà trong gia đình này mà giọng nước mà con gái mình đi chơi đã rồi dắt bụng bầu về đây hết trơn á. Không có đi chơi, con chơi trong nhà chứ không có đường chơi má. Nói với mày mà còn cãi rồi nữa thiệt tình chứ. Bây giờ mày ra đường mà tao biết hả, con Liễu mà hả đi chơi có trai, trai có bầu mà không biết sao nữa. Má ơi, lỡ giờ con bỏ con rồi đó má ơi.
Vậy là mày muốn từ mặt tao? Không, không. Chứ làm sao? Bây giờ mày không, mấy mình rước anh Thống về nhà ở vậy má. Trời, rước anh Thống về nhà. Mày nghĩ gì? Mày nghĩ anh chịu rước anh Thống về nhà quá à? Má bỏ qua cái hiềm khích với bác Chính đi má. Không bao giờ. Con mẹ Chính là con mẹ không bao giờ mà đợi chờ chung với tao được. Má không bao giờ chịu. Bây giờ lỡ rồi, giờ sao giờ? Bây giờ mày đi, tao dẫn mày đi, hả? Phá cái thai bỏ đi. Con không phá đâu má ơi, con phá đâu má. Bây giờ sao, mày muốn phá má, không? Má thai là con đi má ơi, con phá thai đâu má ơi. Má sao mà ác như vậy má, cháu của má mà tao mập ác như quỷ gì? Tao không ác ai ác? Tại cũng mày không đó. Chứ đó giờ tao có ác không? Mày thấy con nè, lúc nào cũng ăn chay niệm Phật hết trơn á. Dù gì nó cũng là sinh mạng, nó cũng cháu má, cháu ơi. Không bỏ đâu, không bỏ bây đâu. Giờ không bỏ đúng không? Dạ. Bây giờ mày nhất quyết mày kêu lại má không bỏ đúng không? Dạ. Đúng không? Bây giờ được lắm, mày ở đây đi, mày ngồi đây mày đợi tao đi. Má, con má còn gì cơ, đi ra đây. Đi ra khỏi nhà đi. Đi ra khỏi nhà luôn đi cho tao đi. Má, tụi đây về sao đừng có về đây nữa. Đi, mày đi qua nhà thằng Thống mày ở đi. Chồng cái thứ con gái gì mà hư thân mắc nết. Mày đi nghe nha, hỏi tôi cho mày vô nhà tao đâu. Mày biết má, con má còn gì đây chứ, đi. Anh Thống ơi, anh Thống ơi. Ai vậy? Ủa Liễu. Ủa sao thì em chạy qua đây vậy? Bà má bà đuổi em đi luôn rồi. Sao không ai đuổi em đi? Bà biết em có thai với anh đó, bà biết bà hết hiện bà đuổi luôn rồi. Cái gì? Em có thai? Dạ. Em có thai khi nào? Sáng mới thử, mới biết hồi sáng. Em tính nói với anh mà em chưa nói. Vô nhà, nắng. Chứ mình đi mướn nhà ở với anh. Ừ, bây giờ má anh ở con mình nè, giờ để từ để anh nói với má anh coi sao nha. Dạ. Thống ơi. Thống. Dạ. Có đi qua. Dạ, con chào bác Chính. Đâu qua đây vậy? Dạ. Nay Liễu qua ở vài ngày chơi á má. Ủa, tự nhiên có nhà mất cửa không ở, qua nhà tôi ở. Tụi đem ba ly rồi qua đây ở vài ngày, cái này tôi chắc vài tháng, cái năm trời chứ vài ngày. Con ngủ ở vài ngày à? Đem cái mớ me này ra ngoài sao, chiều nay má nấu canh chua. Ủa me, dạ. Em xin vài trái vậy, con xin vài trái nha bác. Ủa, cái gì? Ngon ghê luôn anh. Giữ gì con? Đâu biết đâu hết tệ. Để đem ra sao? Con này tao nghi lắm nè. Mày ăn lại tao coi. Lẹ. Ăn lại. Dạ, ăn nè. Cái gì sao? Ngọt, ngon. Ngọt ngon. Cái gì má? Hai tụi bay có gì giấu tao nói lẹ đi. Nhanh lên. Má. Má cái gì? Con nói má nghe này, má đừng có la con nghe má. Lẹ. Thì thật ra là con với Liễu có thai à? Có thai cái nói nhẹ nhàng ghê luôn hả? Mày căng xong đó ngày tao nói mày bao nhiêu lần rồi? Thôi bác, đừng bấm anh Thống rồi bác. Bao nhiêu lần rồi hả? Không có giao du với cái nhà bên đó mà bây giờ nữa, nó có thai mà về, nó có thai là sao hả? Hai con đưa nhau thiệt lòng mà má. Đưa nhau thiệt lòng có thai. Cái ngữ này có thai, biết con mày không hả? Dạ bác ơi, con anh Thống với con ai bác? Mày chắc con mày không? Mày dắt về đây. Chắc. Đó bây giờ hả, tại tao không có ương mẹ Sáu rồi mà có đem về đây báo tao. Má bớt nói. Ủa mà giờ mày có nhà có cửa sao không bảo lợi với mẹ bên má mày nuôi đi, tự nhiên đi về đây. Cháu ngoại bả mà. Cháu nội chưa chắc cháu nội tao, nhưng mà cháu ngoại của bả đó. Dạ bà má đuổi con đi luôn rồi bác ơi. Trời ơi mẹ thương con quá, gái vàng gái ngọc có bầu cái đuổi đi luôn. Con mẹ đó ăn ở có đức lắm á, tối ngày đi chùa niệm Phật không đó. Mày không có tới mày, tao tức mày Thống ơi. Bớt giận má, giờ chuyện đâu cũng còn có đó, giờ con lỡ rồi, không biết sao giờ. Lỡ gì để cùi luôn cho rồi đi. Giờ cái mặt mà không ưa nổi, nhìn cái mặt mà nhớ tới con mẹ Sáu là tao bực mình. Thôi mà giờ hay là má với bác Sáu làm lành với nhau. Tao không có làm lành được. Đấy, đó, mày thấy không? Mày về đây rồi đây, ai lo nó đây? Em ơi, sao? Bực cái mình. Rồi Sáu ơi. Còn cái nhà gì mà trống trơn mà trời, Liễu ơi Liễu. Dạ, con nghe bác. Rồi nấu cơm, nấu nước gì chưa? Dạ, để con nấu, dạ. Đem cái này ra ngoài sao để nó không được. Dạ.
Ủa làm gì vậy? Tính làm gì vậy? Thì bác kêu nấu cơm. Trời đất ơi, nấu thì ra ngoài sao bếp củi kìa. Ra ngoài sao nấu, tự nhiên đi bắt bếp ga làm chi vậy? Ủa, mất mới bếp ga không nấu bếp củi bác. Trời ơi, bếp ga nấu chi cho tốn tiền vậy bà? Đem ra ngoài sao nấu bếp củi, ở ngoài sao củi quá trời, củi mênh mông luôn. Để đây nấu bếp ga người ta để ba cái chuyện cần thiết người ta làm. Trời ơi, tốn tiền, tốn bạc, tiền này ai chịu? Của mẹ con tôi chịu, không chứ cô có chịu miếng nào đâu mà cô lo. Nhưng hôm nãy giờ bác để bếp ga nữa, bác đem bếp chân. Gì? Chân cũng được, nhưng mà để đó đỡ tốn tiền tôi. Ra sao kìa, củi phơi đóng rồi sao kìa. Thiệt á, biểu sao cái ngữ này mà đem về làm con dâu tao được. Thiệt á, thằng Thống thì con mắt này được. Mắt nó không biết nó có lọt trồng té nổ không. Đâu làm gì em? Thì mẹ kêu em đi nhúm lửa nấu cơm nè. Rồi nhúm lửa kiểu gì vậy bà? Chứ có biết nhúm đâu. Đấy, chỉ cho nhúm nè. Nhúm sao mà bỏ lửa cái gì vậy? Ê làm gì vậy? Hả? Đàn ông con trai cho vô bếp hả? Liệu không biết nhúm lửa con không? Không biết tự học, không biết hỏi, không có cái miệng hỏi mẹ. Thì con vô con phụ xíu mà. Phụ cái gì? Đàn ông con trai đi ra ngoài trước. Kính này để vô con buồn mẹ nè. Dạ. Có bao nhiêu đó mà làm cũng không được nữa. Bà thử bà nhúm từ giờ tới chiều cho tôi đi ha. Ở đó mà cung phụng hả? Mày ngồi mày nhúm từ giờ tới chiều được đi. Không có kêu thằng Thống ở đó nên nó chở đi không chịu. Con mày làm lâu dữ rồi Liễu ơi Liễu. Dạ con nghe bác. Mày làm gì sao vậy hả? Ê, gà con đang nhúm lửa á. Nhúm gì? Buổi trời chưa xong. Dạ, tại con không biết nhúm lửa củi. Không biết rồi để cái miệng đó đó, cái miệng dán ở đất trời gì đó. Sao nãy bác không chỉ luôn lần một, đâu biết. Thôi, để hồi tôi bắt bếp ga, tôi nấu vô cô. Làm riết rồi thôi, không biết giống ai luôn á, thiệt á. Mẹ sao dạy con kiểu gì vậy trời. Thôi mệt quá à, giờ tôi ngủ nè. Quạt đi, nóng quá à. Dạ, nóng đi con bật quạt gió lên. Khỏi không, tự nhiên nhà có cái quạt bằng cơm, không để quạt đi, quạt bằng gió, quạt bằng điện, cho nó tốn điện nhà tôi. Quạt mà sao quạt không quạt quạt gió lên. Vậy tôi thích vậy đó, được không? Được là không được thôi. Mày quạt hay mày quýnh tao vậy hả Liễu? Trời ơi là trời, Thống ơi là Thống. Tôi đâu có biết đâu. Quạt nhẹ nhẹ lại. Nhẹ quá, mạnh lên xíu. Trời ơi, mày quạt gì mày làm bảo vậy Liễu? Cái quạt thì sao? Tôi mệt quá à, để tôi bắt quạt máy cho nó nhẹ đi. Bớt cái chân người đau quá rồi nè. Dạ. Đất ơi, bớt chân hay phủi mũi chứ bà nội ơi là bà nội. Bớt mạnh lên xíu. Dạ. À, mày làm cái gì vậy? Thì bác kêu con bớt mạnh lên. Đất ơi là trời, con mẹ sáo này đẻ đứa con đáng đồng tiền bắt gạo ghê quá trời. Dạ thôi bớt hồi tao liệt luôn á. Thôi dẹp đi. Dẹp khỏi làm gì hết trơn á. Ôi trời, con gái con nứa thiệt á. Cô kia đẻ ra ha, tao cung phụng hai mẹ con mẹ hỏi đi. Cái gì? Không có ở đây nữa. Ây da. Ây da anh Thống ơi. Giả bộ đi mệt quá. Anh Thống ơi. Sao vậy em? Em đau bụng quá. Ây da. Hả? Đau bụng hả? Má làm gì má? Làm gì đạp cái nhẹ làm như là gì vậy mày đạp? Cầm dạ. Lên trên ngồi đi em. Đâu đây tao đạp nữa nè. Ngồi đi lên trên ngồi đi, lên trên ngồi đi. Ý đừng ngước mặt. Thôi mà má. Dù sao Liễu cũng đang có bầu má, làm gì nhẹ nhẹ tay thôi. Má đi. Sống không điều hai mẹ con. Ủa sao không em? Không là Liễu, Liễu đi đâu vậy Liễu? Ai vậy? Ê, đứng lại! Đi đâu hả? Hả? Bước đi Liễu ơi! Bước vô nhà cho lên, chạy mưa kìa, bước vô! Dạ má! Ủa Liễu mày về đây chi vậy? Hả? Dạ, giờ con về con thăm má. Tao chưa có chết, mày về thăm tao chi? Vậy thôi, để nào má chết con về. Hay quá ha, mày hay quá ha. Thôi cái mày là mày cãi nó, cái mày là cãi à. Rồi làm gì à, khóc sưng mắt vậy, vụ gì? Có gì đâu. Nói vụ gì? Dạ không có gì hết trơn. Nói! Dạ không có gì, bác chính quánh con mà. Thấy không, tao biết ngay mà. Tao biết thế nào của mẹ chính, bác cũng trả thù mà.
bà ghét tao đó giờ rồi. Bà đợi chuyến này mày qua bà trả thù mày mà. Nói mày mày đâu nghe. Mày một lòng một dạ mày nói bà thương mày dữ lắm, tao không thương mày dữ lắm. Bà làm gì mày nói ơi? Hả? Bà làm gì mày? Nói dạ 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 bà kinh đập con. Ủa là trời, con mẹ nó sao mà nó ép nhân hết đứt vậy trời. Nhỏ có bầu mày dám đạp nhỏ. Đưa đây. Mày đi đây nha. Mày đi qua đây với tao. Ôi mày má đừng qua má ơi. Đi qua đây nói chuyện với bà. Đi. Nhanh lên. Còn với cái thiệt chứ hả, tối ngày thiệt á, ba má rồi trói dấu chữa trời tao chưa còn đi đâu á, cả buổi trời mới về. Ủa má, Liễu đâu má? Liễu gì, tao đuổi nó đi rồi. Vậy đuổi sao? Đi mệt quá, sáng cuốn qua đây đi luôn rồi. Làm gì má đuổi Liễu đi. Ủa thì không lẽ giờ đây tao nuôi nó hả, cho nó về với mẹ nó đi, má nó nuôi nó, má nó còn sống mà chứ có chết đâu mà làm gì mà mình là để cho nuôi nó. Trời, dù sao thì Liễu cũng đang có con của con má. Chừng nào đẻ ra đi, đẻ ra tao đem xét nghiệm đi, cháu nội tao nhận chứ tao không nhận dâu. À, bây giờ đuổi thì Liễu đi đâu trời? Đi đâu kệ nó. Chừng nào đẻ đem về đây đi. Còn đi đâu ạ? Đi kiếm Liễu. Mẹ chết đâu rồi? Thôi về đi má em. Đi vô đây không mưa, má ơi. Mưa cũng phải vô đây. Em lên. Thôi. Con mẹ chết đâu rồi? Trời ơi, sung sướng quá ha. Mày đặt ngủ chưa? Ngủ ơ rồi ha. Chứ mà ồn ào thì đi đâu anh nào gì? Ồn ào gì? Ồn hả? Cái gì? À mày nói gì vậy? Đó, con gái tôi đó mày làm gì? Thôi má ơi, về đi má ơi. Về chứ mày về. Chị bữa nay gọc ghé nhà tôm đâu ai mời tôi qua đây. Tao là có rảnh đâu mà mời qua. Chưa chắc thì bà mời tôi qua đây nữa bà nội. Chị qua đây ngồi đó chi vậy hả? Nè đây nè, bà nói gì đi. Bà nói gì đâu, nhỏ có bầu rồi còn bà đá vô bụng nhỏ gì hả? Đá bụng nào? Nè, con nói gì? Hồi đó cho cẩn thận anh em đạp cái lên đây gốm xuống giường. Đá 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 đạp hay là đá? Bà đạp hay bà đá con? Nè bà đạp con. Đó đó đó, cái mặt bà, tôi biết bà mà. Bà ghét tôi từ lâu lắm rồi. Cái gì? Bà ghét tôi từ xưa tới giờ rồi. Tôi ghét bà chuyện đó chuyện bây giờ. Đây nè, bây giờ bà trả thù con gái tôi chứ gì? Bộ hồi thương con gái quá. Thương không? Thương đuổi chứ chi vậy? Thương đuổi chứ không ai báo tôi chi vậy hả? Thì cũng là con gà và con dâu của bà nè đó. Ê, tôi không. Ê, chú cưới nha, chú cưới nha. Có bầu với anh con mày đó. Có chắc là con của tôi luôn. Ủa, không con, không cháu bà chứ cháu ai? Có chắc là con của con Thống không? Bây giờ con nói gì nữa, bây giờ bà tính sao đi, tính sao đi. Tính gì tính? Thì chừng nào mới đem vợ anh, bà đem về bệnh á, bà nuôi đi, chừng nào đẻ ra đem thực nghiệm đến cháu tôi đem về tôi nuôi. Trời ơi, bà nói chuyện dễ nghe quá bà Chính. Đó mày nghe chưa hả? Mày nghe chưa Liễu? Mày muốn mày khờ mày nghe chưa? Trời gì? Ôi mày rồi, đừng có hả giao lưu với bọn này. Bỏ cái Liễu nào. Về nào Liễu? Nè ra, nè ra, nè ra. Tao quất cái chổi chà lên đầu à. Bà giỏi tao quất, bà giỏi tao quất cái mặt luôn nè. À không có mưa rồi. Bây giờ nói thẳng luôn nè, con trai bà không có hợp tuổi với con gái tôi, không có hợp mạng luôn. Bây giờ hợp tuổi hợp mạng chứ, dù hợp với tôi cũng tao, ôi tao cũng có thèm cưới đâu trời ơi. Đó mày nghe chưa, mày dẫn lỗ tay mày nghe đi đó. Nhà xài xể là gì đó, nhà này tuy nghèo thiệt nhưng mà không có phải là cần cái hạng con dâu đó cứ ăn cơm trước kẹn đó. Thả dạ mày chưa, vừa lòng mày chưa? Nói gì tao nói không đúng nè, tao nói sai nè. Ta là má, mày là Thống, tao đẻ mày ra được mà Thống. Dòng cái thứ đàn bà sống cổ lộ hủ trước sau vậy hả? Cũng hả? Cũng gì? Cổ lộ hủ vậy đó, còn hơn là ăn chay niệm Phật, tối ngày niệm Phật mà quốc cuộc con cái mình đó. Cũng đuổi đi, nên nói nhỏ có bầu cũng đuổi đi. Người ta đuổi đi vậy thôi. Về đi má. Không có về. Không có về. Đuổi đi đã, quốc cuộc á, qua cái về cái mét mà đó, bà đặt một xồn lên. Nhờ vậy á, tôi mới biết bà đối xử với con tôi sao á. Chồng cái thứ bà hả, lúc nào cũng hả, tao mở miệng ra hiền lành. Mà trời ơi là trời, nghĩ sao mẹ mày đó. Tôi đối xử với con bà sao mà bà đối xử với con tôi sao hả? Về đi má ơi. Ôi. Tôi nói cho bà biết nghe, từ đây về sau nghe, con Liễu mà đẻ nha, mà lén phén qua đây thăm một cái nha, bà biết cảnh với tôi nghe. Trời ơi, chắc có mình con bà biết đẻ à, trời, cỡ thằng Thống mà tôi cưới chục con về đẻ cũng được nữa ha. Con nghĩ gì? Trời ơi, hai mẹ con cũng hết. Em anh này chị chưa hết, đi về đi cho người ta nghỉ ngơi nữa. Người mày ngang ngược giỡn vậy, đi về nè còn mày đây.